Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cô ấy là vợ anh của tác giả Hà Dương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. cuối năm anh chị mới quyết định làm IUI tại bệnh viện phụ sản thật không may chị thất bại cả hai vợ chồng đều buồn nhưng chị vẫn không từ bỏ hy vọng anh luôn bên cạnh động viên an ủi mình an tâm chúng ta nhất định sẽ có con hay Tết năm nay đi chùa hương hai vợ chồng mình làm lễ cầu con được không mình chị ngạc nhiên sao ạ tự nhiên anh lại nhắc tới cầu con chẳng phải trước nay anh đều không tin mấy cái đó hay sao anh gãi đầu. Có bệnh thì vái tứ phương mà mình. Anh nghe người ta nói nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn cả chục năm không có con. Mà làm lễ cầu lại có tin vui ấy. Chuyện tâm linh thì thà tin là có còn hơn không mình ạ. Chị đắn đo. Em nghe mọi người đồn rằng con cầu tự thường rất khó nuôi anh ạ. Thì mình cầu xong, mình lại thành tâm trả lễ. Cầu con cũng như cầu tài lộc đó mình. Anh thấy hàng năm mọi người cứ đi bà chúa kho xin lộc vay tiền làm ăn thì cuối năm lại làm lễ trả Cũng không sao Chị phỉ cười Nhưng mà em cứ thấy sao sao ấy Giờ phú quý sinh lễ nghĩa thôi Chứ trước đây em thấy người ta Cũng đâu có đi chùa triền khấn vái Hay cầu tài cầu lộc như bây giờ đâu Thiết nghĩ nếu vay tiền bà chúa kho rồi cứ ở nhà không lo làm ăn Thì tiền ở đâu nó chạy vào túi mình được phải không? Đó là tùy ý mình Anh muốn vợ chồng mình đi cho tâm bình an ấy mình có thoải mái thì anh cũng thấy vui. Chị khẽ cười, gió xuân đang về trên khắp đường làm ngõ xóm. Tự nhiên chị lại thấy vui đến lạ. Có những lúc chị đã không thể hiểu nổi con người anh, nhưng có những lúc chị lại không hiểu nổi chính bản thân mình. Chị nhớ lại khoảng thời gian hai người mới cưới. Dù rằng anh chị chính thức làm vợ chồng, nhưng chị vẫn ngượng ngùng khi người ta nhắc tới làm vợ anh Việt. Chị thậm chí còn ngại chín mặt mỗi khi hai vợ chồng gần gũi cũng may mắn anh hiểu tính chị hay mắc cỡ nên những lúc như vậy anh luôn tắt đèn. Thời gian trôi nhanh quá, vậy mà đã 4 năm trời chị làm vợ anh. 4 năm bao nhiêu kỷ niệm, 4 năm chị vẫn còn khắc khoải một thắc mắc rằng có thực sự chị và anh đã thuộc về nhau hay không. Chị từng nghe người ta nói bóng gió rằng trước khi quen chị, anh đã từng có một mối tình đẹp, người con gái anh yêu xinh đẹp khéo léo lại rất hiểu ý người khác tuy nhiên từ khi hai người gặp gỡ anh chưa từng một lần nói về chuyện ấy có thể nó là quá khứ anh muốn nó ngủ yên hoặc cũng có thể anh không muốn làm chị buồn chị mong dù là lý do gì đi chăng nữa thì anh cũng là muốn tốt cho hai người anh khẽ lay like người chị mình đang suy nghĩ việc gì vậy chị thoáng giật mình khẽ đáp em đang thắc mắc ai là người làm cho mình đau khổ đến mức leo lên tảng đá nhảy xuống biển cái ngày chúng ta gặp nhau ấy. Anh cười, là anh. Bản thân anh tự làm khổ mình chứ chẳng có ai làm anh phải nhảy xuống biển như vậy cả. Nhưng là khi ấy thôi, nếu là giờ thì anh sẽ nhảy thật đấy. Chị tròn mắt khi nghe anh nói, anh nắm lấy tay chị. Là mình, nếu có ai đó có thể làm anh nhảy xuống biển quyên sinh thì là mình. Ngoài mình ra không ai đủ sức ảnh hưởng tới anh. Vừa hay mẹ anh đi ngang qua và lại bắt đầu giọng đai nghiến. Mẹ đẻ anh rách cả háng, đau thấu tận trời xanh. ấy thế mà anh lại đội váy vợ. Anh đúng là thằng con bất hiếu. Đàn ông mà chả có chứng kiến, mở miệng ra là vợ. Vợ thì có làm được cái gì ra hồn đâu cơ chứ. Ông pha nghe bà Kim nói vậy thò đầu vào nhà. Ô hay, thế theo như bà nói thì tôi là thằng con bất hiếu ư. Bà Kim lườm ông pha Ông khác, nó khác. Ông không nghe nó vừa nói gì à? nó vì vợ nó có thể nhảy xuống biển đấy ông pha đáp vì bà thì kể cả nhảy vào biển lửa tôi cũng làm anh việt nhảy xuống biển thì có là cái gì khi anh ấy biết bơi bà chỉ được cái khéo hành con với cả chuyện vợ chồng con bà bà xen và làm gì cho mệt đầu ra bà có thời gian thì nghĩ xem nên làm gì nịnh chồng đây này hay là bà nhổ cho tôi mấy cái tóc sâu tóc bạc đi tóc tôi lại nhớ tay bà lắm rồi đây này Bà Kim nghe ông nói cứ nguyết ông một cái rõ dài. Ông già rồi, cần gì nhổ nữa. Ông cứ để nguyên thế cho tôi, để cho mấy cái con ấy nó... Bà lỡ miệng nên bỏ lửng câu nói. Ông nhanh miệng nói tiếp thay bà. Để cho mấy cái cô chồng chán chồng chê nhìn thấy tôi già tôi xấu, thì tránh cho xa có phải không? Gớm, bà cứ lo xa. Trong mắt tôi trước giờ chỉ có mình bà. Bà Kim ngúng nguẩy xua tay. Thôi thôi ông cho tôi xin. Ông Pha tiến lại hẳn phía bà mà nói Bà không tin phải không? Đây bà nhìn đi Bà đứng ngay trước mặt tôi mà nhìn thẳng vào mắt tôi Xem có phải trong mắt tôi chỉ có mình bà hay không? Nếu bà mà nhìn thấy trong mắt tôi có hình người phụ nữ nào khác Bà cứ chọc mù hai mắt tôi đi Bà Kim nguyết ông một cái nữa rồi thủng thẳng đi xuống bếp Bà giả vờ vì tránh ánh mắt của các con thôi Chứ tim bà đang nhảy tưng tưng lên vì hạnh phúc ông pha tủm tỉm nhìn các con buông lại một câu rồi theo bà xuống bếp các con phải học tập bố mẹ đi bố nghĩ anh việt còn phải học hỏi nhiều vào tết này nhà chị gói bánh trưng từ ngày chị về làm dâu tới giờ năm nào bên nhà ngoại cũng gói bánh sớm hơn nhà chị cả mấy ngày bố chị bảo ông gói sớm để mọi người ăn sớm chưa vào tết nhất nhà ai cũng bánh trưng rồi thịt thưa thì nhìn thấy là ngán không còn thấy vị ngon của bánh nữa hơn nữa bố chị gói bánh Nấu xong còn cho nhà thông gia mượn nồi Nhà ngoại chị mua được cái nồi luộc bánh bằng tôn lá Chị nghe bố chồng nói Năm nào mượn nồi của ông thông ra về nấu Là bánh trưng đều xanh lá và rất thơm ngon Chị biết bố chồng chị khéo miệng nịnh bố đẻ chị Tuy vậy chị cảm thấy rất hạnh phúc Khi hai bên thông ra tình cảm Vui vẻ và thân như ruột thịt Sáng 26 Tết bố chị hì hục chẳng cái nồi bánh trở sang nhà chị từ sáng sớm ông mang sang cả một cặp bánh mới luộc và nén bằng cối đá bố chồng chị tay bắt mặt mừng quý hóa quá anh bạn già tôi nghe con con hạ nói hai ba nhà anh gói bánh trưng mà ngóng suốt từ hôm ấy đến giờ đây bố chị vui vẻ chia cặp bánh trưng ra biếu ông thông ra nhà nào cũng có bánh nhưng đây là bánh đầu nhà tôi tôi biếu ông bà ăn lấy thảo ông pha cười như với được vàng gì chứ bánh nhà ông là tôi thèm lắm đấy ông gói bánh có bí quyết gì mà bánh lúc nào cũng chắc thơm xanh mát mát nữa bố chị vui vẻ thì tôi cũng lá rong trồng ở vườn dây làn tre tự trẻ gạo nếp hoa vàng đỗ xanh thịt ba chỉ hạt tiêu luộc bằng nước mưa và nồi tôn y chang như ông mà ông pha gật gù ấy thế mà cùng công thức như nhau mà bánh nhà tôi luôn thua bánh nhà ông mới tài có khi là tôi không mát tay bằng ông rồi ông lại quá khen rồi ông xem ông phải giỏi lắm mới nuôi được đứa con gái ngoan như con hạ tôi chỉ được cái số đỏ sức được con bé về làm dâu ông bảo số tôi có may không nào ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy số hên may hơn khôn ông pha nói to cười cũng to vang xuống tận gian bếp có diệp đang ngồi cắt lá rong cùng bà kim chả là sáng nay diệp mang sang biếu nhà chị một cặp bánh tét Diệp hớn hở kể lể. Bánh này quý hóa lại ngon lắm bác ạ. À. Con phải nhờ bạn trong tận Sài Gòn mua ra làm quà biếu Tết. Mẹ chị vui vẻ. Con lại khách sáo quá rồi. Con sang chơi với bác. Là bác mừng lắm rồi. Lại bày vẽ quả cáp làm gì cho phiền phức. Dạ, cả năm mới có dịp Tết mà bác. Bố chồng chị đáp. Quý thì quý thật. Nhưng tôi gửi lại cháu Diệp về nhà ăn nhé. Bánh này là bánh ngọt mà vợ chồng tôi đang kiêng đồ ngọt ăn ngọt quá tăng đường mau chết cô ạ. À. Môi diệp cứng đơ. Ôi, con lại không tinh ý. Vậy con dặn bạn con chọn bánh mặn bác nhé. Tại con cứ nghĩ bánh mặn sẽ giống bánh trưng, nên mới cố ý lấy bánh ngọt cho thay đổi khẩu vị ạ. À. Khỏi cần phiền phức diệp ạ. À, tôi lại cứ thích ăn bánh trưng. Nhà con hạ sang biếu. Cái ông này hay nhỉ? Sao ông lại nói thế? Thế tôi phải làm sao? Từ trước giờ tôi chỉ biết nói thật thôi nhà mình không ăn bánh ngọt mà cứ nhận về rồi không ăn, bỏ cho chó chó cũng chê thì phí cái tâm người biếu. Sao ông lại bảo cho chó? Không vứt cho chó thì vứt rác hả à bà, phải tội chết. Tôi là cứ nói thật. Bà Kim quay ra ngại ngùng nói với Diệp, "Con thông cảm. Ông pha nhà bác tính thẳng như ruột ngựa, nhưng ông ấy không để bụng đâu con, con thông cảm nhé." "Vâng, con xin lỗi bác ạ, à. con sẽ lưu ý lần sau bác ạ." À chị nghe bố chồng nói chuyện trên phòng khách lại nhớ đến chuyện lúc sáng bất giác tủm tỉm cười không biết nụ cười của chị có rơi vào tầm mắt của ai không chỉ biết có ai đó tức giận cắt mạnh tay làm con dao cứa vào tay máu chảy ròng ròng bà kim hốt hoảng diệp con sao thế sao máu lại chảy thế này diệp cười như mếu dạ con không sao bác kệ con chỉ là vết cắt nhỏ thôi ạ à. bà kim sai việt anh việt đâu Mau lấy bông băng ra giúp con Diệp đi Ông pha trên nhà nghe thấy Vội đứng dậy cầm hộp y tế đi xuống Nhà này Có ai làm việc này giỏi bằng tôi không Anh Việt lên nhà ngồi tiếp bố vợ đi Việc này để bố làm cho Ông nói rồi lấy nguyên chai oxy già Dốc thẳng vào vết cắt ở tay Diệp Làm cô ta hét toáng lên Xót quá bác ơi bác làm gì vậy Bác khử trùng mà con Vết cắt này phải dùng oxy già rửa nếu không nó sẽ nhiễm trùng thành cái sẹo Hoặc không may con sao có vi khuẩn Thì Tết con lại nằm viện thì nguy to Diệp bị oxy già vào vết thương sót bút cánh tay Mặt nhăn như khỉ ăn phải ớt Nhưng cắn răng mà chịu Ai bảo rằng ông pha trước làm y sĩ cơ chứ Con ngồi chơi với bác là được rồi Cái tay đẹp thế kia mà bị sẹo thì bác ai nấy lắm Con không sao mà bác Con muốn phụ bác một tay cho nhanh Vừa làm vừa nói chuyện vui mà bác đây là do con sơ ý mới cắt phải tay con đúng là hậu đậu quá việt lên tiếng em trước đây có mấy khi dùng dao đâu em ngồi chơi đi để anh làm nốt cho việt nói rồi nhanh nhẹn ngồi cắt lá rong phụ mẹ hạ cũng ra ngồi cạnh chồng phụ một tay cả nhà vừa làm vừa nói chuyện một chốc mấy bó lá rong đã được cắt xếp phân loại gọn gàng chờ sẵn sàng gói bánh bà kim vo gạo trộn muối hạ thì canh nổi đỗ năm nay nhà hạ gói nhiều bánh trưng hơn mọi năm vì bà kim nhận gói luôn cho cả nhà diệp đó cũng là lý do diệp có mặt phụ gia đình hạ chuẩn bị gói bánh hôm nay hạ vừa ngồi nhìn nồi đỗ sôi vừa suy nghĩ đến diệp hạ tuy không hài lòng về người em gái này của chồng nhưng bà kim một mực yêu thích diệp hạ vì không muốn làm mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trở nên căng thẳng nên mới có chuyện diệp ra vào nhà hạ tự nhiên như nhà mình Bố Hạ năm nay nhận ở lại gói bánh phụ ông thông gia. Ông Pha thích chí, cười hiếp cả mắt. Hai ông vừa gói bánh vừa hàn huyên chuyện trên trời dưới bể. Nhìn vào ai cũng nghĩ đây họ là anh em ruột thịt với nhau. Hạ ngồi cạnh thi thoảng nói vài câu rồi thêm gạo thêm đỗ phục vụ hai ông bố. Việc thấy vợ trộn gạo cũng ra ngồi cạnh lấy cái muôi xúc đỗ phụ Hạ. Ông Pha tủng tìm. Ông thấy các con chúng ta tình cảm chưa? Giờ cứ đứa xúc gạo đứa xúc đỗ phụ thế này tôi với ông con mà gói bánh cả đời cũng được bố chị vui vẻ đáp lại vâng nhà tôi đúng là phúc lớn các cụ phù hộ mới cho con hạ về làm dâu nhà ông bà người ta nói có con gái trong nhà như quả bom nổ chậm gả con gái lấy chồng như quả bom hẹn giờ cơ mà tôi thấy con hạ nhà tôi về nhà ông được nâng như nâng trứng tôi thấy mừng cho con ông này hay thật sao lại bảo con gái như quả bom nổ chậm với bom hẹn giờ Người đẻ con trai như tôi lấy được dâu thảo như con hạ là phúc tu mấy kiếp đấy ông. Giờ ông xem thiên hạ, toàn mẹ dâu với bà dâu, chứ hiếm con dâu lắm. Tôi phải cảm ơn gia đình ông nhiều lắm đấy. Hai ông bố tay thoăn thoát gói bánh, lại tâm sự hàn huyên, chẳng mấy chốc gạo cũng hết. Trong nồi còn thừa lại ít đỗ làm nhân bánh. Việt khẽ nháy mắt với vợ, chị tủ tìm cười, lấy cái muôi nén thật chặt, rồi xúc bỏ vào miệng chồng Việt vừa ăn vừa cười tít mát bà Kim thấy vậy bè nói cái thằng này già đầu còn ăn đỗ làm nhân bánh thừa ăn đi rồi tào nó đuổi cho chạy hết năm con ạ Việt đáp nhà con luộc cẩn thận lắm mẹ con ăn cả bốn cái Tết nay mà có bị làm sao đâu ông Pha cười khà khà chắc mẹ anh lo anh bị tiêu chảy như hồi anh còn bé ấy. ngày ấy nhà làm gì có nhiều đỗ như giờ nên bà ấy luộc đỗ sống lại bỏ muối sau khi luộc để anh khỏi ăn vụng Ai dè anh bốc ăn đến nỗi 7 ngày đi dẫm cả ruột Mất ăn tết Buồn cười nhất là bụng đau Chân thì run không đứng được Còn phải bò Bố mà không sang gạo lên nấu nước cho uống Thì chắc còn ra bọc lấy xương Ông pha được đà biêu xấu con trai với ông thông gia Làm mặt hạ ngắn lại Hạ đỡ lời thay chồng Kìa bố Chuyện nhà con Nói trong nhà là được rồi Ông pha hiểu ý con sâu nên đáp Ừ bố quên bố sơ ý quá Bố xin lỗi anh Việt nhé Có người ngoài không nên nói xấu lẫn nhau Cái từ người ngoài kia Anh ấy đều hiểu rằng chỉ ai Riêng Diệp bị lạc giữa gia đình nhà chị Nhưng vẫn tự nhiên mặc sự đời Bà Kim thấy vậy Lại lên tiếng Ôi chào ơi Cái chuyện này con Diệp nó biết tỏng từ ngày sửa ngày xưa rồi Với cả nó cũng là em kết nghĩa thằng Việt Cũng được coi như người trong nhà có khi nó còn biết nhiều chuyện của thằng Việt hơn cả con Hạ ấy chứ Chuyện gì nữa đây Diệp còn biết về anh nhiều hơn những gì Chị biết về anh hay sao Chiều nhà chị bắt đầu bắt bếp luộc bánh Đêm nào vợ chồng chị cũng ngồi canh nổi bánh trưng Năm nay nổi bánh trưng có thêm Diệp góp lửa Hơn 7 giờ tối sau khi ăn cơm xong Cả nhà quây quần ngồi nói chuyện Hạ thi thoảng chạy xuống kiểm tra nước nổi bánh Nước cạn bớt là hạ bác thêm nước sôi đổ thêm vào để bánh chín đều ngày hạ ở nhà vẫn quen cách luộc bánh trưng của bố nên đi lấy chồng hạ vẫn luôn làm theo như vậy trời bắt đầu có mưa phùn nhẹ nên trở lạnh nhanh chóng anh chạy xuống bếp cho thêm củi vào bếp phụ chị hai anh chị cùng ngồi lại canh không cho lửa cháy tràn anh khẽ nhích ngồi gần chị mà thì thầm năm nay trời có vẻ lạnh hơn năm ngoái quả tết đợi trời bớt lạnh anh đưa mình lên hà nội làm yêu y lại lần nữa vợ chồng mình quyết không bỏ cuộc chị khẽ gật đầu nhưng em lo chúng ta lại thất bại tiếp có phải em kém cỏi lắm không anh dường như em càng cố gắng tìm con thì con lại càng đi xa mình hơn thì phải em ngẫm mình cũng đâu ăn ở ác với ai mà ông trời lại đày đọa mình đường con cái khổ sở đến thế mình không cần suy nghĩ nhiều lỗi cũng là do anh nữa mà mà mình yên tâm anh sẽ không bỏ cuộc đâu, nhất định chúng ta sẽ có thật nhiều con." Chị khẽ thở dài. "Em mong một đứa thôi, đã thấy khó khăn lắm rồi. Sau ngày trước các bà các mẹ cứ đẻ sòn sòn mà thời nay con cái khó khăn quá anh ạ." "Ừ, mỗi thời mỗi khác. Ngày trước anh đi học, cô giáo anh dạy là các cụ thời xưa không có các chương trình giải trí như bây giờ. Tối đến đèn điện còn chả có, nên ăn xong là đi ngủ." mà đi ngủ là mó nhau vì ngoài trò ấy ra còn trò gì khác để giải trí nữa đâu mà không bầu với đẻ chị nghe anh nói xong mà phì cười ai lại nói thế bao giờ các cụ thời xưa ít kế hoạch cứ có là đẻ nên đông con ý em thắc mắc các cụ dễ có con còn ngày nay mình cứ hiếm muộn với vô sinh nhiều mà anh anh gật gù chẳng qua mình hoạt động chưa năng suất thôi hay chờ vớt bánh đi ngủ vợ chồng mình tăng ca đi Mấy nay anh nhịn chất lượng chắc chúng ngay thằng cu cho mẹ mừng Anh nói rồi đưa tay cù cù mạn sườn chị làm chị buồn Anh đừng đùa em nữa Mà anh nói khẽ thôi Kèo người khác nghe thấy bây giờ Anh ngó nghiêng lung tung vờ hỏi Đâu người khác đâu Sao anh không thấy Ở đây có hai vợ chồng mình thôi Hay em nói mấy con chuột đang núp xó ăn vụng hả Vậy cho chúng nó xem truyền hình trực tiếp luôn Cho bổ mát Anh ôm lấy chị hít hà lên vai lên cổ chị Chị tủm tỉm Tự chuột nó mà nhìn thấy Là nhà mình khổ đấy anh Anh khẽ đồng tình Ừ Tự nó xem xong học vợ chồng mình Lại con đàn cháu đống Thì nhà mình thành trang trại chuột mất thôi Vậy anh cho mình nợ Để mai anh lấy Anh nói vậy nhưng vẫn luồn tay vào trong áo chị mân mê Chị cũng không phản ứng Mà mặc kệ anh muốn làm gì thì làm Ánh lửa bếp cháy bập bùng Tiếng lửa bén củi nổ lép bép Như hòa vui cùng đôi vợ chồng trẻ chị khẽ xoay người vòng tay ôm lấy eo anh thơm lên má anh sững sờ bởi lẽ đây là lần đầu tiên chị chủ động hôn anh mặc dù chỉ là một cái thơm nhẹ lên má nhưng đủ sức làm trái tim anh thấp thỏm nhảy lên nhảy xuống liên hồi anh khẽ thì thầm mình đang dẫn dụ anh ư chị ngây thơ em thổi bụi trên má cho anh thôi mà anh chỉ lên môi vậy ở đây cũng bụi mình thổi bụi cho anh đi trong bếp bên nổi bánh trưng sôi sùng sục có hai người ôm ấp nhau chuyện trò yêu thương ngoài cửa có kẻ đứng ngay trộm môi mím lại đầy căm phẫn hơn 9 giờ tối trời vẫn lất vất mưa ông pha nhắc diệp công việc đã xong rồi giờ cũng muộn con diệp tranh thủ về nhà kẻo đêm lạnh con ạ à. diệp ngại ngùng dạ mưa quá con chờ ngớt chút nữa rồi về nha bác ông pha nói phải đó con ạ à giờ con luộc bánh cứ để vợ chồng con hạ làm được rồi. con về nhà nghỉ ngơi đi. ngày mai con sang lấy bánh về bên ấy là được rồi. lâu lắm con không được vớt bánh. hai con chờ tới lúc vớt bánh rồi lấy về luôn bác ạ. dù sao thì trời cũng đang mưa mà. con mà chờ vớt bánh thì phải một giờ đêm. lúc ấy khuya quá sao mà về được nữa. con không lo mẹ con ở nhà lo lắng cho con ư? Ừ. dạ con nói sang bên nhà mình nấu bánh trưng. nên mẹ con không lo lắng đâu bác ạ ông pha nghe diệp nói vậy vội lên tiếng chị diệp không cần mất công chờ đâu tôi bảo con hạ lấy áo mưa cho chị nhé chị về sớm chúng tôi còn đỡ lo chứ về khuya quá không tốt đâu diệp cứ lì ra không chịu về nên ông pha cũng đành kệ diệp sợ ông pha lại đuổi về tiếp nên xuống bếp ngồi trong nồi bánh với vợ chồng hạ hạ mặc dù không ưa diệp nhưng không dám lên tiếng tiễn khách nên cứ ngồi nghe các câu chuyện diệp kể về các mối quan hệ của chồng chị và diệp khi xưa từng câu chuyện ấy chưa khi nào chị được nghe bởi anh không kể cũng chả mất gì nên chị cứ chăm chú lắng nghe thi thoảng nói lại đôi ba câu bất chợt diệp đổi chủ đề hạ này chị thấy em làm Ui bên viện sản không thành công nên muốn giúp em cứ sang bệnh viện tư của bạn chị thử xem sao anh ấy giúp hàng trăm cặp vợ chồng tìm được con rồi đấy Vâng, nhưng em muốn theo viện sản chị ạ. Em biết bạn chị giỏi, nhưng bác sĩ viện sản cũng giỏi lắm. Họ được đào tạo bài bản và cũng đi nước ngoài tu nghiệp hẳn hoi chị ạ. Việt tiếp lời vợ. Anh cũng đồng ý với ý kiến của hạ nhà anh. Mọi người cứ định kiến về bác sĩ bệnh viện nhà nước. Chứ riêng anh thì lại rất an tâm. Anh cảm ơn Diệp nhé. Đôi ba câu gạ gẫm giải thích về bác sĩ của Diệp không làm vợ chồng hạ lay chuyển ý định Hạ vẫn nhất quyết theo bệnh viện trung ương một phần vì chị tin tưởng bác sĩ, một phần vì chị không muốn dính sáng gì đến Diệp. Việc có điện thoại nên ra ngoài nghe, trong bếp chỉ còn lại Hạ và Diệp ngồi trong nồi bánh. Trên bếp lò có sẵn một nồi nước sôi Hạ nấu để chêm thêm vào nồi bánh trưng khi cần. Diệp thấy nước trong nồi bánh trưng cạn nên đứng dậy lấy nước lạnh đổ thêm vào nồi. Hạ kéo tay Diệp lại. Chị Diệp, nước đổ vào bánh phải dùng nước sôi chị ạ. Để em làm cho Nói rồi Hạ nhanh chóng cầm cái gáo múc nước trên nồi nhỏ Đổ vào nồi bánh đang sôi Mắt Diệp nhìn chằm chằm vào nồi nước sôi trên bếp Ánh lên một tia nguy hiểm Hạ múc nước sôi trong nồi ra Thì lại tiện tay múc luôn hai gáo nước lạnh to Đổ vào nồi nước trên bếp Diệp chờ một lúc cho nước trong nồi bánh cạn Cũng bắt trước Hạ Chêm thêm nước vào nồi Tuy nhiên Diệp không múc như Hạ Mà trực tiếp bê cả một nồi nước đổ vào nồi bánh Hạ vừa ra ngoài vào nhìn thấy hốt hoảng kêu lên. Chị Diệp cẩn thận nước nóng lắm đấy, để em giúp. Tuy nhiên tay Hạ vừa mới chạm tới miếng lót, nhưng không hiểu sao miếng lót trượt khỏi tay Hạ. Cả nồi nước bỗng dưng đổ ụp xuống chân Diệp. Hạ thấy nước đổ theo phản xạ tránh về phía sau. Diệp đau đớn gào lên. Á à, á, à, mẹ ơi nóng quá, chết tôi rồi. Ông pha bà Kim và Việt trên nhà chạy vội xuống bếp. Diệp mặt mũi tái mét. Ôi, nóng quá. Bà Kim hỏi có chuyện gì vậy con hạ sao lại đổ nước thế kia hạ đang định giải thích thì diệp vội lên tiếng trước bác đừng trách hạ cô ấy chỉ lỡ tay làm trượt nồi nước sôi thôi ạ à. bà kim nhảy ngược lên chị hạ chị nhỡ tay hay cố ý tết từ đến nơi chị hại chết người ta rồi con không cố ý con chỉ muốn giúp chị ấy khiêng nồi nước nhưng không hiểu sao cái lót nồi nó trượt khỏi tay con chị diệp em gọi xe đưa chị vào viện hạ nói với diệp Diệp nhăn nhó suýt xoa Cha ơi nóng quá mọi người đừng trách cô hạ Chỉ là lỡ tay thôi mà Ông pha nhìn vết phòng ở chân Diệp liền hô lên Tất cả tránh xa ra tôi xem nào Con hạ chuẩn bị cho con Diệp bộ quần áo khác Nói rồi ông xăm xăm bước tới Sốc một bên nách Diệp đứng lên Việt vội chạy tới đỡ Diệp Bố làm gì vậy ạ à? Hạ gọi xe đưa Diệp đi cấp cứu rồi Sơ cứu chứ còn làm gì Bỏng là phải làm lại nhanh Thì mới không để lại sẹo ông dìu diệp ra cầu ao con mau ngâm người xuống nước lạnh đi nếu không sẽ để lại sẹo đấy diệp đang hoang mang cực độ vì trời rét cam cam con không sao bác ơi lát con đi viện bác sĩ sẽ xử lý ông phà quá đến viện thì cũng ngâm nước lạnh chứ làm gì mau xuống đi không bác giúp con xuống đấy diệp tái cả mặt bà kim hốt hoảng ông này làm vậy chết cắm con bé đấy ông phà quá bà thì biết cái gì mau tránh ra cho tôi giúp con bé sơ cứu đi Vết bỏng nước sôi thì phải ngâm nước lạnh 30 phút mới được lên bờ. Nó mà để lại sẹo thì còn gì là phụ nữ nữa. Bà Kim thấy ông Pha trước giờ luôn nói đúng làm đúng nên khuyên Diệp. Ông Pha nhà bác làm y sĩ, ông ấy giỏi lắm. Con mau nghe lời đi. Hạ chạy ra cầm cái ô che cho mọi người. Bố ơi, cho chị Diệp dùng nước máy phun trực tiếp lên vết bỏng thì tốt hơn à? Ông Pha lửa mắt. Đó là bỏng nhẹ đằng này đổ cả nồi nước sôi, có mà lột ra con ạ. À. Con Diệp bước xuống đi. Anh Việt đỡ con bé xuống. Diệp đành ngoan ngoãn lội xuống cầu ao, ngâm nước lạnh từ ngang hông. Cảm giác lạnh buốt xé da xé thịt. Diệp nghiến răng cầm cập. May mắn xe taxi tới sớm. nên Diệp được lên bờ thay bộ quần áo khác của Hạ để đến viện. Bác sĩ sau một hồi kiểm tra nói vết bỏng của Diệp không nghiêm trọng, chỉ gây rát ngoài da, không cần thoa thuốc. Nên mọi người kéo nhau về. Ông phải đắc ý Đấy mọi người thấy cách của tôi hiệu quả chưa May mà ngâm nước lạnh kịp thời Nên con Diệp không bị phỏng nặng Chứ nước sôi dội vào người Có mà lột hết ra Bà Kim gật gù Công nhận ông giỏi thật đấy Nhưng sau lần trước con bé Hiền nó bị đổ gáo nước sôi Ông không cho con bé ngâm nước lạnh Mà chỉ xả nước ở vòi Rồi xịt cái chai bỏng thôi Làm hại con bé phỏng sộp cả tay Giờ còn cái sẹo Ông pha chẹp miệng mỗi loại bỏng khác nhau lại có cách xử lý khác nhau ai mà cũng xử lý được thì bác sĩ người ta thất nghiệp hết với nhau à bà kim trách hạ may mà con diệp nó không sao chứ không tội chị to lắm đấy việt đỡ lời vâng mẹ ạ diệp không sao là tốt lắm rồi hạ nhà con cũng không cố ý tại hạ thấy diệp đi giày cao gót lại bê cả nồi nước mới muốn giúp đỡ nhưng không ngờ trượt tay bà kim lườm việt anh còn bênh nó sao nếu là lỡ tay thì sao cái nồi nước chỉ đổ vào người con diệp rõ là nó chuẩn bị sẵn kế hoạch nên mới tránh được ông pha nói bà này hay nhỉ con hạ nó ở nhà mình bao nhiêu năm mà bà còn không hiểu tính con hay sao đúng là uổng thời gian và tâm sức mà ông nói con hạ vô tội vậy không lẽ con diệp lại tự dội nước sôi lên người để bị thương à nó có bị điên đâu ông pha hơi nhếch mép bà nói chứ tôi không nói đâu đấy thời gian mới đo được lòng người Bà già nhưng mắt bà còn non lắm Nhưng không sao Dù gì tôi vẫn cứ thích bà Mặc thiên hạ ngả nghiêng ra sao Bà Kim tính nói thêm mấy câu Nhưng nghe ông Pha nói vậy Lại thôi không nói tiếp Hạ phải ở nhà trong nồi bánh trưng đang luộc Nên chỉ ông bà Kim và Việt Đưa Diệp đi viện Lòng hạ nóng như lửa đốt Hạ cứ thắc mắc mãi Lý do tại sao nồi nước lại đổ ụp xuống Bất ngờ như thế Tùy hạ không có thiện cảm lắm về Diệp và biết cô ta cũng mưu mô nhưng chưa khi nào nghĩ cô ta lại tự hại mình bằng cách dội nước sôi làm chính mình bị thương ở nhà một mình chờ tin mà lòng hạ ngổn ngang hạ lo lỡ như diệp bị nặng thì chắc chắn mọi người sẽ đổ lỗi do chị vừa thấy xe taxi về đến đầu ngõ hạ chạy vội ra hỏi thăm bố mẹ ơi tình hình chị diệp sao rồi ạ à? việt đáp mình yên tâm diệp không sao không cần nằm viện nên cả nhà đưa cô ấy về rồi Hạ thở phào nhẹ nhõm Vậy may quá Em ở nhà cứ lo chị ấy bị bỏng Bà Kim bĩu môi Lòng dạ đàn bà độc hơn rắn rết Chị lo hay chị mừng Vì dội được cả nồi nước sôi lên chân con Diệp Ông pha chẹp miệng Bà độc mồm độc miệng vừa phải thôi Con mình không tin Lại đi tin người dưng Người ta vẫn có câu 10 năm đầu nhìn mẹ chồng 10 năm sau nhìn con dâu đấy Bà xem lại mình đi kẻo sau này lại than thân trách phận thì không ai giúp được bà đâu. Bà Kim giận lắm nhưng đành hỏa hoãn. Được rồi, ai chả biết bố con ông là một phe. Chỉ mình tôi cãi không lại mấy người. Bà ngũ người đi vào nhà thay quần áo khác cho khỏi lạnh. Ông pha bảo hạ. Con yên tâm, con không có lỗi. Đàn bà đúng là lòng xạ ác hơn rắn độc. Nhưng câu đó chắc chắn không dùng cho con. Bố tin con không làm gì có lỗi hết. Và quan trọng là Diệp hoàn toàn không sao cả Con không cần ái náy hay cảm thấy có lỗi gì đâu Việt thấy Hạ mặc mỏng manh vội nhắc Mình vào bếp ngồi cho ấm đi Khuya rồi mưa phùn lạnh lắm Mình cẩn thận không cảm cúm ra lại mất Tết Diệp tuy không bị bỏng Nhưng trời đông 14 độ C Phải ngâm dưới nước lạnh Cũng đủ cô ta lạnh buốt tim gan Mấy ngày sau cô ta còn không ra được khỏi nhà Vì bị cảm lạnh nhà hạ cũng không cần tiếp vị khách vô tư ấy đến tận mùng 2 Tết. Hôm ấy hai vợ chồng hạ về nhà ngoại chúc Tết, chỉ còn ông bà Kim ở nhà thì Diệp ghé chơi. Bà Kim vừa thấy Diệp tới đã đon đả. Ôi, năm mới bác chúc con sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt, bạn sự như ý. Diệp cũng mau miệng chúc lại. Cô nhanh tay rút hai cái lì xì đỏ ra mừng tuổi hai ông bà. Bà Kim vui vẻ nhận lấy, còn ông Pha thì gửi lại Diệp ông nói bác cảm ơn con con đến nhà chơi là quý hóa lắm rồi bác sợ già nên bác không dám nhận tiền mừng tuổi của ai kể cả thằng Việt nhà bác ấy Diệp biết tính ông pha nên không đưa đẩy nhiều mà cất vào túi Diệp hỏi vợ chồng cô Hạ đi chúc Tết rồi hả bác bà Kim ừ hôm nay hai vợ chồng nó về bên ngoại chúc Tết con ạ thế con cảm cúm ra làm sao bác nghe vợ chồng nó nói chuyện mà nóng hết cả ruột gan dạ con cảm lạnh thôi bác ạ à. anh việt cũng mua cho con ít đồ bồi bổ nên con khỏe lại rồi đáng lẽ con tính sang chúc tết hôm qua nhưng nhà con có khách nên con không sang được còn cứ khách sáo chứ chúng ta chỗ thân thiết không câu nệ con ạ à. thế con ở lại ăn bữa cơm với hai bác cho vui nhé bà kim nhiệt tình mời diệp vui vẻ ở lại bữa cơm diệp vừa ăn vừa vui vẻ anh bạn con ở hà nội mai cũng xuống nhà con chơi anh ấy rất giỏi về sản khoa mai con làm cơm mời hai bác cùng vợ chồng anh việt sang nhà ăn bữa cơm với gia đình con tiện thể nói chuyện hỏi han về vấn đề của anh việt nhà bác bà kim nghe thấy diệp nói vậy vui vẻ đáp thật thế hả con thế thì quý hóa quá vậy mai bác phải bảo vợ chồng thằng việt bớt chút thời gian trò chuyện cùng bác sĩ bạn của con mới được hồi trước tết vợ chồng nó lên hà nội làm mà thất bại làm bác cứ lo lo ấy ông pha Cái bà này tính kỳ thật Chuyện con cái thì phải từ từ Sinh con chứ có phải mua thịt đâu Mà có tiền lúc nào là mua được lúc ấy Mà hơn nữa mọi chuyện cứ gác hết lại đi Đợi qua Tết rồi các con sẽ tính Bà đừng áp lực các con quá Kẻo tụi nhỏ nó sợ bà đấy Ờ hay Tôi làm gì mà tụi nó sợ tôi Tôi có ăn thịt chúng nó đâu cơ chứ Tôi chỉ muốn nhanh có cháu bế thôi Ông thì chả hóng suốt còn gì nữa hóng là một chuyện Nhưng bà áp lực các con lại là chuyện khác Tốt nhất là chuyện của các con Chúng ta chỉ nên đứng cạnh động viên là đủ rồi Tôi chả muốn nói với ông nữa Nhưng mai ông không đi thì tôi đi Tôi muốn gặp bác sĩ bạn con Diệp một lần Nghe anh ấy nói chuyện Bà dám bỏ tôi đi kiếm trai trẻ hả Mà bà đi thì bà đừng về nhà nữa Ông bị làm sao đấy Tôi đi hỏi chuyện của các con Chứ tôi làm gì mà ông không cho tôi về Ông pha giận mai là mùng ba Tết nhà mình làm hóa vàng bà tính bảo chồng bảo nhà bỏ các cụ để đi tìm dai thì bà cứ đi đi tôi từ, từ bà luôn cho bà biết mặt Diệp nghe ông pha nói vậy Thế hoang mang ấy chết con xin lỗi hai bác ạ à, là con chưa suy nghĩ thấu đáo vậy để khi khác con mời anh ấy về nói chuyện cho mọi người cũng được ngày tư ngày Tết mình vui vẻ cho cả năm xuân sẻ ạ à. ông pha cười con Diệp hiểu chuyện lắm. Bác cảm ơn con nhé Vừa hai nhà ông Pha Có vợ chồng chị Hiên tới chúc Tết Diệp thấy chị Hiên thì mặt có vẻ không vui cho lắm Cũng bởi mới chiều 30 Hai người vừa có cuộc đụng độ cãi nhau này lửa xong Chả là Diệp đi chợ mua hoa về trưng Tết Cô lanh quanh thế nào Lại đụng chúng ngay thằng Cường Thằng Cường bị bất ngờ Nên bị ngã Làm cả bó hoa ly của Diệp bị dập nát Lọ hoa mới mua cũng bị vỡ tan tành Diệp đánh đá quát Thằng chết tiệt này Mày con gái nhà nào mà ra đường không có mắt à Hay mắt mày để làm cảnh mà không thấy đường Thằng Cường vội vã xin Cháu xin lỗi cô Cháu không cố ý đâu ạ à. Cháu mong cô bỏ qua cho cháu Bỏ qua cái gì mà bỏ qua Mà nhìn xem hỏng hết cả hoa của tao rồi đây này Mày biết tao tốn bao nhiêu tiền mua đống hoa này hay không Diệp nhặt mảnh vỡ chiếc bình lên đai nghiến Thằng chết bầm này Ai cho mày làm vỡ cái bình quý của tao Mày mau đền cho tao ngay Không đền được Tao cào mặt mày ra Gọi mẹ mày ra đây cho tao Thằng bé sợ hãi Cháu xin lỗi cô Mẹ cháu vào chợ rồi Cô chờ mẹ cháu ra thì mẹ cháu mua cái bình khác đền cho cô Diệp hẳn học Mẹ mày mua nổi Cái bình đền cho tao không Mày biết cái bình này là bình gì không mà Bảo mua đền Mày biết cái bình này tao tốn bao nhiêu tiền để mua không Bình cổ Là bình cổ đấy thằng cường đáp nhưng có phải lỗi hoàn toàn cho cháu đâu là cô cũng đi nhanh quệt bó hoa vào người cháu trước mà á à, thằng này láo thế mày không đi xuống lòng đường thì tao quệt được vào người mày à mà mày ra mồm rốt cuộc mày có gọi mẹ mày ra đền cho tao hay không mấy người đi chợ thấy vậy cũng xuống vào chỉ trỏ nó trẻ con biết cái gì hơn nữa cô cũng đi nhanh mới quẹt vào nó mà cô này người lớn mà nói khó nghe thế dù sao nó cũng nói chờ mẹ nó ra sẽ mua đền cho cô còn gì các bà biết cái gì cái bình này đồ cổ bà có bán hết mấy thùng hoa nhà bà cũng không đủ tiền mua nửa cái bình này đâu diệp chỉ tay vào cường mau thằng chó kia mày mau gọi mẹ mày ra đây nếu không tao cào mặt mày ra cho mày biết cô mua được thì mẹ cháu cũng mua được cháu làm gì mà cô đòi cào mặt mẹ cháu cô dám động vào cháu thì mẹ cháu không tha cho cô đâu Diệp điên tiết lấy tay Xách tay thằng Cường Thằng chó này Mày mới nứt mắt ra mà đã học thói côn đồ dọa nạt hả Mẹ mày không dạy được mày thì để tao dạy Đúng là đồ hư đốn Mấy bà bán hàng thấy vậy Bội lao vào kéo thằng Cường ra và trách Diệp Cô này người lớn Mà ăn nói thua cả một đứa trẻ con Đã vậy cô lại còn hành xử như kẻ thất học Nhìn cô xinh đẹp ăn mặc sành điệu thế kia Mà bỗ bã chả khác mấy bà hàng tôm hàng cá Đúng là lòng dạ ác độc Thằng Cường giãy rủa Thả cháu ra, cô mau thả cháu ra Mẹ ơi, người ta đánh con, mẹ ơi Thằng Cường giãy lên rồi nhằm đúng tay Diệp mà cắn thật mạnh Diệp đau quá phải buông thằng bé ra Thằng chó này, mày dám cắn tao sao? Tao bẻ hết răng mày, cho mày biết thế nào là lễ độ. Cô dám động vào một cọng lông của con tôi, thì tôi bẻ gãy hết tay chân cô đấy. Giọng nói như quát vang lên ngay phía sau lưng Diệp. Thằng Cường vội chạy về phía mẹ nó, mẹ cái cô này đánh con chị hiên nhìn tai thằng bé bị nhéo đỏ lựng máu nóng bốc lên quát con hổ ly tinh này mày chán sống hay sao mà dám động đến con tao diệp thấy chị hiên xuất hiện là đã không vui lại thêm thằng cường là con của chị hiên thì hơi lung túng ai thèm động vào nó chị không quản con nhà chị để nó chạy lung tung va vào tôi làm vỡ mất cái bình quý của tôi rồi chị hiên nhìn xuống mảnh vỡ dưới chân rồi cười khẩy vì cái bình sởm mà chị quát con tôi rồi lại nhéo tay nó nữa hay sao? Được tôi đền cho cô cái bình khác. Cô đứng thẳng lên để tôi nhéo tay y như cô đã làm với con tôi. Diệp già mồm. Chị có biết cái bình đó quý thế nào không? Không phải cứ có tiền là mua được. Nó có một chiếc duy nhất là đồ cổ đấy. Tôi xem chị đền kiểu gì. Chị Hiên cười mỉa mai. Muốn bao nhiêu cái tôi đền bấy nhiêu cái. Thích thì tôi cho cô cả tá về đập chơi cho vui tay. Chị, Tôi làm sao Giờ thì mau xin lỗi con trai tôi ngay Tôi không sai là con chị đi dưới lòng đường Chị Hiên nhìn quét qua một lượt rồi đáp Ngày tư ngày Tết Bà con người ta tranh thủ ngồi lề đường bán hàng kiếm thêm chút thu nhập Lề đường bà con ngồi chật cứng thế kia Thằng bé đi ở lòng đường là đúng rồi Không lẽ cô bắt nó trèo lên đầu người ta mà đi à Một bà bán hàng vội lên tiếng Chị Hiên này Cái cô kia ghê gớm lắm đấy chúng tôi mà không can thì chắc cô ta cào mặt con chị ra rồi cũng nên. Chị Hiền đánh đá. Nó dám cào mặt con cháu, thì cháu san bằng nhà nó lấy chỗ cho mọi người xây nhà vệ sinh công cộng. Diệp cai cú. Chị đừng quá đáng, đây không phải đường của nhà chị. Mà con chị thích đi kiểu gì thì đi nhá. Nó sai mà chị không phân phải trái, còn bênh chằm chạp. Con tôi thì tôi bênh. Ảnh hưởng đến ông tổ ông phải nhà cô hả? Mà đây là đường nhà cô à? Đường này không phải của nhà tôi nhưng công ty nhà tôi hỗ trợ tiền đổ bê tông dọc con đường này đấy. Cô đang đứng trên con đường nhà tôi bỏ tiền ra làm đấy, cô thích ý kiến gì? Chị đừng mang tiền ra dọa người khác, tôi không sợ chị đâu. Giờ chị đền tiền cái bình này cho tôi. Chị Hiên phá lên cười, đền, dĩ nhiên là đền. Nhưng cô mua cái bình ba chục này với giá bao nhiêu? Chị đừng khinh người quá đáng. Bình này tôi mua 4 triệu ở quán đồ cổ. Chị Hiên bĩu môi. Mua 100 tôi còn nghĩ mắt cô có vấn đề. Chứ mua 4 triệu thì mắt cô đúng là bị mù rồi Thảo nào đường to rộng thanh thang thế này Cô lại đâm sầm vào con trai tôi Đúng là oan ra ngõ hẹp Chị Hiên rút điện thoại gọi cho ai đó Cậu ở nhà không? Mau ra góc vườn Lấy mấy cái bình đào được trong hầm của bà ra cổng chờ cho chị Cháu Cường vừa bị người ta va vào người Không may vỡ mất cái bình như thế Nhanh tay lên hội chị cái Một người bán hàng vội lên tiếng Ôi dào Hóa ra đồ nhà cô Hiên bỏ đi sao Thế mà cô ta gà mồm lên và bán hết mấy ôm hoa nhà tôi không mua nổi nửa cái bình của cô ấy. Cô Hiên vui vẻ. ta cô về vườn nhà tôi tôi cho chục cái về trưng khắp nhà chơi Tết. Mẹ tôi chất đống ở góc vườn không biết mang đi đâu vứt kia kìa. Diệp điên máu. Chị thôi cái thói diễu cợt đấy đi. Chị đi cùng tôi lên quán bán đồ cổ. Tôi và chị sẽ ba mặt một nhời chỗ chủ quán. Không cần. Cái thằng mà cô mua ấy tôi lạ gì tí nữa cô cầm cái bình tôi đền, đi lên mà hỏi nó cho ra nhẽ. Chị đây còn bận không có thời gian tranh luận với loại khốn nạn như cô. Chị Hiên quay lại hỏi cường: Con sao rồi? Cô ta còn làm gì con nữa không? Thằng cường đáp: Cô ấy nhéo tay con, nhưng bị con cắn cho nên phải bỏ tay ra rồi mẹ ạ. Chị Hiên nhìn vết cắn trên tay Diệp còn dươm dướm máu mà nói: Đáng đời. Lần sau con cắn cô ta vài nhát vào cho mẹ. Cái loại này cứ phải đổ máu cho mới chừa. Diệp chưa hoa đáp lại Chị mau đền cái bình của tôi nhanh lên Tôi còn phải tranh thủ tiêm phòng dại Ngày cuối năm vẫn phải gặp bảy chó điên Chị Hiên sôi máu lao vào túng tóc Diệp tát cho mấy cái liên tiếp Mày nói cái gì? Thích điên thì tao cho điên luôn một thể Diệp bị đánh không cho kịp ngóc đầu lên Lúc đó bác Phúc và cậu Huân em trai chị Hiên Vừa đi tới lao vào can hai người ra Diệp gào lên Anh Phúc xem mụ vợ anh hành xử có khác gì phường tôm cá không. Chị Hiên mỉa mai. Đi với bụt mặc áo cả xa, đi với ma mặc áo giấy thôi. Bác Phúc. Mình này, sao mình lại động tay động chân rồi? Ông xem cái con em gái nuôi kia Nó nhéo con anh đứt cả tay kia kìa. Nó còn nói vợ anh là cháu dại đấy. Bác Phúc biết tính chị Hiền hay kích bác rồi cường điệu nên hỏa hoãn. Mình bình tĩnh nói rõ mọi chuyện anh nghe xem nào thằng cường kéo tay bố chỉ thẳng vào diệp mà nói cối đi nhanh va vào con bị vỡ cái bình con đã bảo chờ mẹ ra đền mà cối không nghe còn đánh con vừa nãy cối bảo con với mẹ là chó điên thật đấy tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy bác phúc nhìn sang diệp có đúng không diệp diệp bị cứng họng không biết nói ra làm sao bởi mấy bà bán hàng đều gật đầu đồng tình với câu thằng cường vừa nói diệp lý nhí là hiểu nhầm thôi anh Em không biết thằng bé là con của anh nên Chị Hiền cắt lời Diệp Nếu biết thì cô sẽ làm gì Nịnh nọt nó để lấy chỗ quan lại hả Đừng có mà mơ Chị có thôi ngay cái văn châm biếm đó đi không Thôi được rồi Chỉ là chút hiểu lầm thôi Mọi người mỗi người bỏ qua một câu đi Cho vui vẻ Toàn chỗ quen biết cả mà Chả khác gì kẻ thù Hãy gặp nhau là có chuyện Chị Hiên giật lấy cái bình cậu Hân vừa cầm tới Dơ ra trước mặt mọi người Đây nhá Mọi người làm chứng cho tôi đã đền cái cô Diệp Cái bình y chang cái bị vỡ lúc nãy nhá Chị Hiên đặt cái bình xuống góc đường hất hàm về phía Diệp Của cô thì cô tự cầm đi Lần sau thích chơi đồ cổ kiểu này Cứ về vườn nhà tôi lấy miễn phí Tôi cho không cô cả đống luôn Khỏi mất công mua bán tốn tiền Chị Hiên nói xong dắt thằng Cường chui lên chiếc xe Innova của bác Phúc đi về. Cậu Huân trách. Sao chị ác thế? Cứ mặt cô Diệp mà tát thế thì làm sao cô ấy vác mặt đi chúc Tết được chứ? Chị Hiền điên lên. Thế cậu ăn phải bả của nó à mà bênh nó? Cậu Huân xua tay. Ấy chết. Chị hiểu sai ý em rồi. Em nhắc chị lần sau mà đánh thì chừa cái mặt ra. Cứ chỗ nào kín kín mà đánh thì bố nó cũng không ngoạc mồm gian vạ được. Bác Phúc lẩm bẩm. Chị em nhà cậu áp vừa vừa thôi. Chỗ quen biết với nhau làm thế thì người ta đánh giá cho đấy. Chị Hiền tức giận Ông lại thích ý kiến hả Hay vẫn ôm ấp mộng em gái nuôi Cậu Huân khẽ nói vào tai chị Chị yên tâm đi Em bảo con thằn lằn vào trong bình hoa rồi Mụ diệp có lên quán bắt đền cũng không xong Mụ chỉ cần bỏ bình khỏi bọc Thế nào cũng bị hết hồn Mà đánh vỡ cái bình cho xem Cậu thâm nho hơn cả chị Bác Phúc nghe vậy bèn thủng thẳng đáp Sao cậu không bỏ con cóc ấy Cô Diệp sợ cóc nhất câu của bác phúc vừa thốt ra làm chị hiên trợn cả mắt lên vì ngạc nhiên bác phúc nhìn biểu tình trên khuôn mặt chị hiên bèn cười ai dám động đến vợ con anh thì anh cho bẹp như con rán hết chị hiên thấy diệp bèn cất tiếng hỏi thế cô diệp đã trả được ông chủ bán đồ cổ chiếc bình quý chưa diệp nghe chị hiên nhắc tới vụ chiếc bình cổ lại giận sôi máu lên diệp mất cả 4 triệu bạc mua phải ngay đồ giả đã vậy lúc mang bình lên đôi co với chủ quán Thì không hiểu sao con thằn lằn ở đâu chui ra Làm cô ta giật mình đánh vỡ luôn chiếc bình Vậy là Diệp vừa mất tiền Vừa bị đánh bầm cả mặt suốt hai ngày Không dám vác mặt ra đường Diệp vẫn tỏ ra vui vẻ May nhờ chị Hiên giúp Chứ không em bị lừa mất toi mấy triệu bạc Chị Hiên cười cười Cha tiên sư cái đồ lừa đảo ấy Nhẽ ra sáng mùng một cô phải lên nhà nó tế Để xem năm nay nó làm ăn được nữa không diệp nghe lời bà hiên nói tức ói máu nhưng trước mặt ông pha và bà kim nên phải nuốt cơn giận vào trong lòng mồng một sớm mai lại đầu năm chắc chỉ có hiên dám làm như vậy chị hiên đáp đúng rồi riêng cái bọn lừa đảo xảo trá là tôi chả kiêng bố con thằng nào hết đứa nào động đến nhà tôi tôi giết sống bóp gỏi đổ cho chó nó ăn hết mùng 6 đầu năm công ty Bác Phúc và Anh Việt tổ chức cho mọi người đi lễ chùa cầu an đầu năm. Diệp Lân La xin đi cùng nhưng bị từ chối do đoàn đã xếp đủ người. Bà Kim thấy tội nghiệp nên tự nguyện ở nhà để nhường chỗ cho Diệp. Chị Hiền nghe tin Diệp cũng đi nên nhất quyết bắt cậu Huân ở nhà để chị theo đoàn đi lễ chùa. Cậu Huân chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì bị chị gái cướp mất chỗ bèn phàn nàn. Sao chị cứ thay đổi như trong chóng thế? hôm trước bác phúc nói thế nào chị cũng không đi cơ mà chị hiền đáp còn quỷ cái diệp nó đi nên chị phải đi còn góp vui chứ chị ở nhà thì thấy có lỗi với bản thân quá vậy là đoàn người bị thay đổi diệp thay bà kim chị hiền thay cậu huân trước lúc đi chị Hiền nhắn cho hạ cô giáo yên tâm dạy học cho tốt việc giữ chăm sóc cô diệp cứ để chị lo Diệp quả nhiên mưu mô muốn nhân cơ hội hạ không đi lễ mà hỏng tiếp cận Việt. Đáng lẽ chị Hiên lúc nào cũng kè kè bên cạnh khiến Diệp không có thời gian và cơ hội thực hiện kế hoạch. Hết một ngày đầu tiên đi lễ, hôm sau cả đoàn đi thuyền ở bến đục vào Hương Sơn. Diệp ngoi bằng được lên chiếc thuyền có Việt đang ngồi. Chị Hiên chậm chân hơn nên phải ngồi chiếc thuyền phía sau. Diệp thấy chị Hiên lên thuyền sau thì đắc ý cười thầm lúc lên bờ và động hương tích, Diệp bị trượt chân trao đảo suýt ngã xuống nước. Việt hốt hoảng lao ra đỡ lấy cô. Không biết do vô tình hay cố ý, mà tay Việt đã túm được Diệp, nhưng cô lại ngã nhào xuống nước. Việt hốt hoảng tính nhảy xuống vớt Diệp lên, thì thấy thuyền bên chị Hiên có người nhảy ùm xuống nước. Tất cả mọi người hốt hoảng lao ném phao xuống nước cứu người. Người vừa nhảy xuống nước mau chóng lao đến cứu lấy Diệp đang vùng vẫy dưới nước. Anh ta kéo Diệp nhanh chóng bơi vào bờ. Chị Hiên vội chạy tới Ôi chú Long đấy sao Chú quả nhiên là anh hùng cứu mỹ nhân Cô Diệp đúng là số may mắn Mới gặp được người dũng cảm không sợ nước lạnh Lao xuống ứng cứu Long phun miếng nước bọt trong miệng ra gạo lên Thằng chó nào vừa đạp bố mày xuống nước thế Bố mà biết Bố giết sống mày Chị Hiền phải đưa tay vào bụng mình nhéo một cái thật đau Để không bật cười thành tiếng Hai người bị ướt sũng Trời thì lạnh nên phải mua tạm quần áo của mấy hàng treo đồ kỷ niệm dọc đường thay vào cho đỡ lạnh. Diệp vốn mặc đẹp như nàng tiên, giờ khoác trên mình bộ quần áo rộng bằng thổ cẩm, nhìn vừa thương lại vừa buồn cười. Chị Hiên thoạt đầu nhìn thấy mà không nhịn được cười. Diệp tức giận chửi um trong nhà vệ sinh vì kế hoạch bị thất bại, lại biến thành trò cười cho tất cả mọi người. Long bị chị Hiên đạp cho một nhát, tự nhiên bất đắc sĩ phải lao xuống cứu Diệp thì vô cùng tức giận. Chị Hiên thấy có lỗi nên bù đắp khéo cho bằng điếu xỉ gà của bác Phúc. Chú là anh hùng lắm đấy nhá. May mà chú cứu lấy cô Diệp. Không cô ấy lại chết đuối thì cả đoàn mất cả lễ. Long lẩm bẩm. Cái con cá vai chúa đấy. Em thèm vào cứu. Chẳng qua đứa nào chơi đều đạp em xuống nước thôi. Chứ phải em là em để nó chết trương xác lên rồi. Chị Hiên đưa cho Long điếu xì gà. Chú hút đi. Kéo lạnh lạnh cảm thì khổ. Chú cứ coi như cứu người làm phúc đi. Phật dạy cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp mà. Long nhận lấy điếu xì gà mắt sáng lên. Bị ướt mà được hút xì gà như thế này cũng đáng chị ạ. À. Em xin chị, nhưng em để dành về có bạn bè hút chung cho vui. Chị Hiên cười vui vẻ. Chị cho chú hút cho ấm người. Chú cứ hút đi, phần nữa chị cho chú điếu khác. Chỉ cần chú giúp chị trông chừng cô Diệp là được. Long cười hề hề. Được chị ạ. À. Để em kèm cô Diệp cho Cô này xinh xắn mà đoảng tính Có cái cầu to tổ bố thế kia Mà cũng ngã xuống nước được thì em đến chịu Chị Hiên vỗ vỗ lên vai Long Giao cho chú chị yên tâm rồi Cố lên về chị thưởng Vậy là suốt quãng đường Leo xuống động hương tích Diệp bị Long kèm như kèm kem Đường xuống động nhỏ lại quá đông người Nên người nọ phải bám sát Người kia nhích từng bước Diệp cũng không ngoại lệ Cô ta cố muốn nhích lên phía của Việt thì lại bị Long chặn lại. Diệp tức tối. Anh bị khủng hả? Sao cứ bám lấy tôi thế? Long đáp tỉnh bơ. Cô hậu đậu nhất đoàn. Tôi phải theo sát cô. Không xảy ra chuyện gì thì cả đoàn lại mất vui vì cô. Ví như vụ cô bị ngã xuống nước ấy. Diệp cáo. Ai cần anh giúp tôi? Ồ, thế tôi không cứu cô thì cô nghĩ trời lạnh cam cam thế. Có ai lại hy sinh thân mình nhào xuống nước cứu cô không? Đợi người ta mà cứu chắc cô chết trương xác lên rồi ấy chứ ở đấy mà nói. Kết thúc chuyến đi lễ chùa hương, mọi người lại bắt tay ai vào việc nấy. Vợ chồng Hạ chuẩn bị tinh thần và sức khỏe để lên Hà Nội, làm IVF. Mặc dù Diệp vài lần khuyên lên chỗ người quen của Diệp trên Hà Nội, nhưng Hạ không đồng ý. Chủ nhật, Diệp lên nhà dạy kèm cho con chị Hiên như thường lệ. Lúc về trời lất vất mưa nên chị Hiên giữ Hạ ở lại thêm một chút rồi về. Bác Phúc nói Hạ để xe lại nhà Để bác lấy ô tô trở về Mà chị không đồng ý Chị ngồi lại tới hơn 10 giờ Nhưng trời càng mưa nặng hạt Nên quyết định mặc áo mưa về nhà Vừa ra khỏi nhà Chị Hiên được 1 km Thì bất thình lình chiếc xe đi ngược chiều Hạ Bật đèn pha làm cho chị lóa mắt Chị đi chậm nhưng vẫn bị giật mình Kết hợp đường trơn lại bóp phanh gấp Nên ngã vật xuống đường chị lồng cồm bò dậy thì chiếc xe dọi thẳng vào mặt chị nheo mắt lấy tay chặn ánh sáng mở hô lên mấy người đi đường kiểu gì vậy một kẻ cầm cái gậy bước xuống xe đi về phía chị mày là hạ vợ thằng việt đúng không mấy người là ai sao lại chặn xe tôi thằng chồng mày nợ tụi tao tao tìm mày đòi nợ hắn nói rồi vung gậy lên nhằm thẳng vào người hạ và đánh hạ gào lên cứu với có ai không cứu tôi với từ xa có chiếc xe lao thẳng đến kèm theo tiếng quát mấy người làm trò gì vậy người kia dừng tay lại không phải chuyện của mày mau biến đi cho tao diệp vội vã xuống xe mấy người tính cướp của giết người sao bớ người ta mau cứu có cướp bớ người ta tên kia cầm cái gậy đập liên tục lên người hạ diệp lao vào giữ lấy rằng co với người thanh niên đó mau dừng tay lại bớ người ta mau cứu người Người còn lại chạy đến giữ lấy người Diệp để người kia tiếp tục đánh. Diệp gào lên. Cứu người có cướp mau cứu với. Có ai không cứu người. Một người quay lại quát. Đập chết mẹ cái con to mồm này đi. Hai người tập trung quay lại đánh Diệp. Hạ bị đánh xa sầm mặt mũi. Mắt Hạ nhòa đi trước hình ảnh Diệp vì cứu mình mà bị hai thằng côn đồ lao vào hành hung. Hạ cố căng mắt ra nhưng từ từ lịm xuống. Mấy người đi đường ở gần đó nghe tiếng hét cũng chạy tới hô hoán giúp đỡ. Hai tên kia leo lên xe trốn biệt từ khi nào. Nửa đêm Hạ Tỉnh dậy thấy mình nằm trong bệnh viện, Hạ thấy toàn thân đau nhức muốn dậy nhưng không dậy nổi. Việt đang ngồi cạnh vợ vội vã hỏi han, "Mình, mình tỉnh rồi hả? Mình có làm sao không? Mình làm anh lo quá, mình thấy đau ở chỗ nào?" Hạ vội vã hỏi, "Chị Diệp sao rồi anh? Chị ấy có sao không?" Việt nắm lấy bàn tay Hạ Bố mẹ đang ở bên kia Diệp cũng như em Bị đánh chưa tỉnh lại Rốt cuộc có chuyện gì vậy Sao cả hai lại bị đánh Hạ đưa tay ôm lên đầu Em đang đi thì bị cây xe trước mặt Sọi đèn pha thẳng vào mặt Em bị ngã xe rồi người đó đến hỏi em phải Hạ không Người đó nói anh nợ nần gì họ Nên tìm em đòi Anh ta nói xong là đánh em luôn Em cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa Việt nắm chặt bàn tay, gương mặt bỗng chốc trở nên căng thẳng. Lũ khốn nạn. À? Bọn họ là ai? Sao họ nói anh nợ họ? Anh không biết họ là ai cả. Anh cũng không nợ nần gì ai. Em yên tâm đi. Mai anh lên báo công an cho họ điều tra. Nhất định anh phải tìm ra kẻ nào đã hành hung em. Vừa hay ông pha vào phòng, vừa thấy hạ ông hỏi ngay. Con sao rồi? Con thấy đau ở đâu? Con không sao bố ạ. À? con chỉ thấy choáng váng nhưng giờ đỡ rồi bố. Việt hỏi tình hình bên đó sao rồi bố? Ông pha đáp con Diệp còn chưa tỉnh. Bác sĩ nói có lẽ do bị đánh vào đầu nên hôn mê. Giờ chúng ta chỉ còn cách chờ thôi. Mẹ con và bà hậu đang trông bên đó rồi. Ông pha hỏi hạ. Rốt cuộc là sao hả con? Sao con Diệp có mặt ở đó? Con không biết. Lúc con bị đánh thì chị ấy xuất hiện. Chị ấy lao vào hô hoán cứu con rồi bị bọn nó xuống vào đánh lúc đó con đau quá ngất đi nên không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo vợ chồng bác phúc cũng vào phòng chị hạ hỏi cô giáo tỉnh rồi sao cô có thấy đau đầu hay đau chỗ nào không cô nhận ra tôi chứ em nhận ra mọi người mà em không sao đâu ạ à? may lúc ấy có chị diệp đi ngang qua chứ không chắc tụi nó đánh em chết chị hiên giận sôi người tiền sư cái lũ mất dạy cô hiền lành trước giờ có gây thù chốc án với ai đâu mà tụi nó đánh cô ra nông nỗi này cơ chứ. Bác Phúc đáp, tôi nhờ mấy anh công an huyện rồi, mai họ sẽ cho người về điều tra vụ này, nhất định phải tìm ra kẻ nào đã đánh cô. Chị Hiền đáp, tìm công an làm gì, ông cứ thuê mấy thằng sang hồ ấy, biết đứa nào làm thì cho đệ tử ủ lò chết cha chúng nó đi, bọn đấy có trốn xuống đất cũng phải đào chúng nó lên hỏi tội cho tôi. Bác Phúc gật đầu, được rồi, Tôi nhờ cả công an, cả bọn đàn em đi tìm. Tên nào tìm ra trước thì đảm bảo chúng nó không còn răng ăn cơm đâu. Chị hiền đáp, bẻ chân bẻ tay chúng nó cho trừ cái tội giam đánh người khác đi. Chị quay lại hỏi Hạ, cô giáo có nhìn thấy mặt chúng nó không? Hạ lắc đầu, tụi chúng mặc áo mưa, lại đội mũ bảo hiểm kín đầu. Em không biết là ai chị ạ? À. Vậy chúng nó có nói gì không? Chúng chỉ hỏi, mày là Hạ, vợ thằng Việt đúng không? Rồi nói thằng chồng mày có lỗi với tụi tao Tao tìm mày đòi nợ Chúng hỏi vậy không kịp cho em trả lời Là lao vào đánh luôn Chị Hiền giận lắm chửi Tiền sư chúng nó chứ Dám ngang nhiên đánh người là không tha được rồi Cô giáo yên tâm đi Nhất định anh chị sẽ tìm ra kẻ nào Đã hành hung cô giáo Ông Pha hỏi Việt Con nợ nần gì ai không Việt lắc đầu Con chẳng nợ nần ai Con nợ thì con nợ vợ chồng bác Phúc thôi vậy con gây thù chúc án với ai mà người ta lại tìm chúng con hạ mà đánh như thế bác phúc đáp chưa hẳn là nợ nần hay thù án gì đâu chú con nghĩ chắc có ẩn tình gì trong đấy tại tính chú việt con hiểu lắm chúa hiền lành thương người chú việt chắc chắn không nợ nần hay gây thù chúc án gì với ai đâu chị hiền thắc mắc sao con diệp lại cũng bị đánh vậy hạ đáp em vừa bị trung đánh thì chị diệp xuất hiện chị ấy hô hoán cứu em nên bị bọn kia đánh luôn. Chị Hiền gõ tay xuống bàn. Có khi nào chuyện này liên quan đến con Diệp hay không? Hạ lắc đầu. Chắc không đâu chị ạ. À. Chị Diệp bị đánh giờ còn chưa tỉnh. Chị Hiền lắc đầu. Nó không tốt tới mức đưa đầu cho bọn kia đánh đâu. Con này nó cáo giả lắm. Cô cứ cẩn thận vẫn hơn. Hạ đáp. Chị có ác cảm với chị ấy. Nên nghĩ thế chứ em phải cảm ơn chị ấy. Vì chị ấy xuất hiện đúng lúc cứu em một mạng em thấy ái nái vì chị ấy còn chưa biết bao giờ mới tỉnh bác phúc dục chị hiên cô hạ không sao là tốt rồi chúng ta ghé sang chỗ diệp một lát cho cô hạ nghỉ ngơi sáng mai vợ chồng mình lại vào thăm cô ấy sau chị hiên xua tay âu đi thì đi một mình tôi không sang chỗ con diệp đâu bác phúc và ông pha sang phòng cấp cứu chỗ diệp bà kim và bà hậu vẫn ngồi ngoài hành lang chờ đợi thấy ông pha và bác phúc sang Bà Kim lắc đầu ra hiệu Diệp chưa tỉnh. Ông Phà bảo bác Phúc đưa chị Hiên về, còn lo nhà cửa và tụi trẻ con. Mọi chuyện ở viện đã có ông và mọi người lo. Sáng hôm sau, Hạ đau nhức nhưng cũng ngồi dậy ăn được bát cháo. Việt săn đón chăm sóc cho Hạ từng ly từng tí, Hạ nhắc. Anh sang chỗ chị Diệp xem chị ấy sao rồi, em lo cho chị ấy lắm. Việt đáp, anh muốn ở với mình có gì còn giúp mình Chứ bên kia có mấy người rồi còn gì Anh cũng báo ông bà ngoại rồi Lát mọi người sẽ vào viện với mình Việt vừa nói dứt câu Thì cả nhà ngoại cũng đến cửa Bố Hạ lao vào hỏi han con gái Mẹ Hạ thì cầm tay cầm chân sờ nắn hết chỗ nọ chỗ kia Rồi suýt xoa Còn có thấy chỗ nào không khỏe Thì phải nói ngay cho mọi người biết nhé Sao bọn nó ác đức thế Hai người đàn ông lại đi đánh phụ nữ Xưng tím cả người lên thế này Thu em gái Hạ thương chị nên có Anh Việt Anh làm gì mà nửa đêm để chị Hạ nhà em Đi một mình ở ngoài đường thế Hạ vội đỡ lời Chị đi lên kèm cho con chị Hiên Nhưng vì trời mưa nên nán lại một chút Hơn nữa lúc ấy mới hơn 10 giờ thôi gì ạ à? Dì Thu nói đúng lắm mình ạ à? Anh có lỗi với mình Lẽ ra thế mưa Anh phải đi đón mình về mới đúng Anh sẽ rút kinh nghiệm Ông bà Xuân kéo tay Thu Còn bé bé cái miệng thôi con rể cũng đâu muốn chuyện không hay xảy ra. Thu lẩm bẩm, bố mẹ cứ bên con rể chằm chạp ấy. Bố mẹ xem ai mới là con của bố mẹ. Chị con đang nằm trên giường bệnh kia kìa. Nếu như không có người đi đường kịp cứu giúp thì chắc giờ chị con nằm trong quan tài rồi cũng nên. Bà Xuân tức giận, con Thu ăn nói bậy bạ gì thế? Con còn nói lung tung nữa thì đừng trách mẹ. Đó là sự thật thôi. Chẳng phải chị Hiên cũng nói ra bọn chúng chặn đường, đòi nợ anh Việt còn gì nữa? Chị Hạ thở dài Chị Hiền ơi là chị Hiền Sao mà chị gặp ai cũng kể lệ vậy Chị giết chúng em rồi Chị Hiền xách giỏ trái cây Vừa vào đến cửa Nghe Hạ phàn nàn cũng lên tiếng thanh minh Tôi làm gì mà giết vợ chồng cô nào Tôi chỉ nói sự thật thôi Giờ ông Phúc đi nhờ công an huyện rồi Lát họ sẽ tới gặp vợ chồng cô lấy lời khai Cô cố gắng kể chi tiết lại sự việc nhé Phen này mà bắt được hai thằng đó tôi bẻ gãy tay chân tụi nó cho hạ giận em trai hạ lên tiếng vậy còn chị kia thì sao rồi hạ anh việt việt đáp cô ấy vẫn chưa tỉnh bác sĩ nói kết quả ct bình thường nhưng chắc do bị chấn động mạnh nên sẽ tỉnh lại sau chúng ta đành chờ thôi chị hiền đáp mọi người yên tâm đi cô diệp sẽ tỉnh lại thôi tôi vừa hỏi bác sĩ rồi cô ấy cũng chỉ bị thương nhẹ thậm chí còn nhẹ hơn cô hạ nhưng cái đầu thích ngủ chưa muốn dậy Hạ nhắc Việt Lát dìu em qua thăm chị Diệp Dù sao chị ấy không ngại nguy hiểm Lao vào cứu em Việt không đồng ý cho Hạ Sang bên phòng Diệp với lý do sức khỏe Bà Kim thức một đêm mệt mỏi Đi qua phòng Hạ Thấy cả phòng đông đúc Lại có cả nhà thông gia Nên cũng lên tiếng hỏi thăm con dâu Con Hạ thấy trong người sao rồi Có đau chỗ nào Phải nói ngay với bác sĩ nghe không Bà Xuân vội đứng dậy mời bà thông gia ngồi Gia đình bà vất vả với cháu Hạ quá Chúng tôi sáng ra mới biết Nên giờ mới vào viện mong bà thông cảm Bà Kim nói Có gì đâu Con ông bà thì cũng là dâu nhà tôi mà Người nhà cả bà khách sáo làm gì May mà con Hạ tỉnh táo khỏe mạnh Là mừng rồi bà Mọi người tranh thủ nói chuyện hỏi han Xăm ba câu Rồi về ai làm việc đấy Bà Xuân ở lại chăm Hạ Đến gần trưa công an chỗ quen biết bác Phúc Đến tận bệnh viện Lấy lời khai của Hạ và Diệp. Riêng Hạ kể lại sự việc chi tiết. Còn Diệp chưa tỉnh nên phải lấy lời khai sau. Bác Phúc hỏi anh công an. Anh nghe tình hình này có khả quan bắt được cả hành hung không? Anh công an đáp. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tuy nhiên thông tin mù mệt quá. Nhân chứng hiện trường kể lại là lúc nghe tiếng hô hoán. Nhưng do trời mưa nên không chạy ra. Mãi sau có nhiều người hô mới kéo nha ra xem thì thấy cô Hạ và cô Diệp nằm gục ở đấy rồi anh việt vậy không ai nhìn thấy kẻ đã hành hung hay sao anh công an lắc đầu không ai thấy có một người đi đường nói khi đi gần tới chỗ xảy ra vụ hành hung có chiếc xe máy trên xe có hai người chạy khỏi đó nhưng do trời tối và mưa xe lại chạy quá nhanh nên hoàn toàn không thấy biển số xe bác phúc tức giận chúng nó chắc có quen biết nên mới biết tối qua cô hạ kèm con trai tôi nhất định sẽ đi qua khúc đường đó để ra tay anh công an nhận định đối tượng hành hung có lẽ quen biết với gia đình tuy nhiên vợ chồng anh Biệt lại không gây hiểm khích với ai nên sự việc khó làm sáng tỏ chúng tôi sẽ chờ cô Diệp tỉnh dậy lấy thêm lời khai hy vọng cô ấy sẽ nhận biết được đối tượng hành hung chiều tối hôm đó Diệp tỉnh lại Diệp hoàn toàn không nhớ gì về vụ tai nạn cô ta cứ ôm đầu kêu đau mẹ Diệp lo lắng có khi nào con bé bị đánh vào đầu Nên đọng máu não gây mất trí nhớ hay không Ông phà đáp Kết quả chụp CT bác sĩ nói Không có tổn thương vùng não rồi bà Để tôi đi gọi bác sĩ kiểm tra cho con bé Bác sĩ khám lại một lượt Kết luận Diệp có lẽ bị choáng Nên thần kinh chưa được ổn định Cần phải theo dõi thêm Việc Diệp vô tình cứu Hạ mà bị thương Đến nỗi mất trí tạm thời Khiến cho Hạ càng ái náy Việt biết tính vợ nên an ủi mình không cần quá lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta không ai muốn chuyện không hay xảy ra nếu là người khác gặp phải tình huống ấy cũng sẽ ra tay giúp đỡ mình như vậy thôi nhưng em không an tâm em nợ chị ấy anh ạ à. được rồi vợ chồng mình sẽ đưa cô ấy lên viện trung ương kiểm tra lại thật chi tiết dù sao đây cũng là chuyện không mong muốn chúng ta sẽ cố gắng bù đắp cho cô ấy hạ buồn lắm rốt cuộc ông trời cứ muốn trêu ngươi nên cho Hạ và Diệp phải liên quan đến nhau không dứt. Nếu Diệp vì cứu Hạ mà bị thương thì chắc chắn với bản tính lương thiện của mình, cô sẽ phải qua lại chăm sóc cho Diệp và mang ơn Diệp cả đời. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cô ấy là vợ anh của tác giả Hà Dương. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.